tôi đã từ đọc sách mà con người tôi nó có những cái niềm đam mê ở ngoài đời không thể có được, chỉ ở trong sách mới có. Với những trò chơi khác thì mỗi trò đều có những cái vui, cái sự hứng thú riêng, nhưng mà sách thì lại đem đến một sự hứng thú rất là mới mẻ. Bởi vì em không đi ra bên ngoài, thế nên tất cả những gì em học được, cảm nhận được, nó từ sách vở. Ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam hiện nay cũng đã có những thư viện tư nhân mở ra để phục vụ cộng đồng. Đáng kể nhất là hệ thống thư viện thuộc dự án Không Gian Đọc, hiện đang được triển khai thực hiện và phát triển mạnh mẽ ở Thái Bình, Hải Dương và Nam Định. Những hình ảnh này là ở Quỳnh Phụ, Thái Bình, giữa một huyện thuần nông mà những người dân quê chân lấm tay bùn, thư thả ngồi viết bút lông trong thư viện. Còn bọn trẻ con thì ngày ngày chuyên cần đến đây để cùng vùi đầu vào sách vở chữ nghĩa. Nếp sinh hoạt văn hóa này xuất hiện từ hơn 5 năm nay khi mà tủ sách dòng họ, tủ sách phụ huynh cũng như không gian đọc được xây dựng. Không phải ai cũng có thể tạo dựng cho mình và xây dựng cho mình một tủ sách cá nhân. Điều trước hết ấy thì anh có thích đọc sách không phải là nhu cầu. Tôi phải khẳng định một điều chắc chắn phải là nhu cầu đã. Sau cái nhu cầu ấy, nếu mà anh không có sách thì bây giờ có rất nhiều nhà người ta hảo tâm, người ta có thể tài trợ. Thì cái điều nguyên thứ hai là để có sách đọc thì sẽ như bạn Cường, như bạn Nguyễn Quang Thạch là những cái người có thể nói là tạo ra một cái cơ sở ban đầu để cho có những tủ sách. Và kế có tủ sách rồi và lại tất cả mọi người có nhu cầu thì đấy là một sự gặp gỡ, và chắc chắn mô hình này sẽ không chỉ phát triển ở một địa phương nhỏ nào mà nó có thể phát triển sâu rộng hơn nữa. Điểm đọc sách miễn phí mang tên Không Gian Đọc được thành lập năm 2008 với vốn sách ban đầu là 50 cuốn. Sau hơn 5 năm hoạt động đến nay, Không Gian Đọc đã có số đầu sách trên 5.000 cuốn, 8 loại báo thường xuyên và 10 loại không thường xuyên. Vốn sách báo có được chủ yếu bằng kinh phí của các cá nhân sáng lập thư viện tự đầu tư, một phần do các cá nhân tổ chức quyên tặng. Thêm vào đó, Thư viện huyện Quỳnh Phụ và Thư viện tỉnh Thái Bình đã thực hiện luân chuyển sách báo, phục vụ bạn đọc để hỗ trợ. Hàng tuần, Không Gian Đọc An Phú mở cửa phục vụ bạn đọc vào 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Đến đây bạn đọc chỉ nộp 2.000 để in sổ mượn sách, ngoài ra không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào. Khi mới đi vào hoạt động, chỉ có vài chục người lui tới, đến nay đã có hàng nghìn người thường xuyên ra vào đọc sách ở đây. Em đến đây đọc sách cũng khá lâu rồi, và em được bạn giới thiệu đến, và lần đầu đến thì rất là hào hứng với lại cái bộ sách của thư viện và với những tài liệu mà em đang thực sự là rất là cần. Nếu như mà địa phương em mà không có thì việc đi sưu tầm ở những nơi khác sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ví dụ như là phải đi đến thư viện ở một nơi xa hơn để tiếp nhận, mua những loại sách mà mình cần và về và đọc thì sẽ rất là lâu. Và ở đây thì còn có thể gặp bạn bè, có thể giao lưu với các bạn, có thể từ đó mà trao đổi kinh nghiệm với nhau. Từ nhà em đến đây thì cũng không xa lắm, thế nên là em hay xuống đây đọc sách, bởi vì ở dưới đây có rất nhiều sách hay để đọc. Em đọc được khoảng hơn một năm. Em thích sách khoa học và truyện tranh. Em nghĩ là đọc sách thì cũng có cái lý thú riêng của nó, và trong khi đó thì em cũng học được nhiều điều hay. Khi được tiếp cận được các sách báo của gia đình bà Nga thì được phục vụ nông nghiệp này, rồi đời sống, thì nói thật với đại chị là các cuốn sách ấy rất là bổ ích. Ví dụ như trong nông nghiệp cũng là cái khoa học kỹ thuật mà để bây giờ như là trong xây dựng nông thôn mới thì cũng áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào để thâm canh tăng năng suất lúa và cây trồng. Rồi cũng về trong cái hạnh phúc gia đình thì cũng được nhiều những cái đầu sách nói lên về cái
sống trong gia đình xã hội, rồi là nhiều cái thiên chức làm mẹ, rồi là chăm sóc con cái gia đình cũng như là cuộc sống vợ chồng, rồi là nuôi dạy con cái. Trong cái không gian văn hóa này, một phong trào học chữ Hán Nôm hình thành và trở nên thu hút những người nông dân quê lúa. Xuất phát từ nhu cầu hết sức giản dị là làm sao để hiểu được các văn bia câu đối hoành phi ở ngay trong chính ngôi nhà của mình. Những người biết chữ Hán như anh Thạch đã cất công mỗi tuần 2 buổi đến đây dạy học miễn phí cho mọi người. Cứ thế, bí mật từ những con chữ cổ dần dần được khai mở và trở thành niềm thích thú cho những ai muốn tìm hiểu về nó. Gần đây thì tôi thấy là các bạn trẻ thì cũng tương đối là hào hứng với cái phong trào mà viết bút lông này. Thì thông qua đấy thì nó cũng hình thành rèn luyện tính cách đấy cho mỗi một cái thành viên, mỗi một con người. Khi mà cầm cái bút lông thì đòi hỏi mình nó phải điềm đạm hay là tao nhã một chút. Để thông qua các cái con chữ thì ngày xưa các cụ nói là văn dĩ tải đạo, thì trong mỗi con chữ nó đều tải đạo rồi, thì nó bảo tồn rất nhiều các cái câu văn hay cổ của cha ông đã lưu lại. Ví dụ như những câu đối ở đình chùa đấy là do cha ông để lại, thì cũng rất là cái vốn quý mà nếu như các bạn trẻ ngày nay mà đọc được, tiếp thu được. Tôi cũng kỳ vọng một điều là mong cho các cái thế hệ kế tiếp đây, thì tức là làm sao bảo tồn và giữ gìn phát huy được những cái gọi là truyền thống tốt đẹp quý báu của cha ông để lại. Những người sáng lập ra không gian đọc tâm niệm rằng sự đọc ở nông thôn phải hình thành được mạng lưới theo tinh thần chia sẻ và kết nối. Chia sẻ tri thức, kết nối tâm hồn, và không gian đọc của những người nông dân ở đây đang phát triển theo đúng tinh thần đó. Tới nay đã có chừng 10 điểm chính thức và bán chính thức trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Địa điểm ấn tượng và hoạt động hiệu quả bậc nhất phải nhắc đến là không gian đọc Bương Hà, đặt ở nhà bà Vũ Thị Nga, hơn 70 tuổi, tại thôn Bương Hà, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ. Nghỉ hưu ở nhà trông cháu, bà Vũ Thị Nga ngạc nhiên khi thấy cháu ngoại cứ nằng nặc đòi tới không gian đọc An Phú. Thương cháu, bà đạp xe tới tận nơi hỏi thăm, tìm hiểu. Đến đây bà mới hiểu tại sao đứa cháu lại mê không gian đọc đến thế. Từ đó bà thường xuyên đạp xe 15 km đưa cháu từ Quỳnh Ngọc tới An Phú để thỏa mãn cái ham mê đọc sách của nó. Và rồi không gian đọc Bương Hà do bà quản lý đã ra đời. Ban đầu thì người ta chê bai, người ta bảo, kể cả chính quyền người ta cũng bảo tôi như thế, tức là thư viện của xã hay nằm ở ủy ban đi còn chả có ai đọc, nữa là nhà bà ở trong ngõ sâu ấy, làm gì có ai tới đọc. Thế nhưng mà tôi vẫn mở. Thế mà tôi mở thì ban đầu là tôi chỉ có nòng cốt của tôi là có một vài cháu học sinh, nó cứ quen đến đây nó nghe tôi kể chuyện. Thế rồi thì là từ các cháu đấy thì cứ dần dần rồi là thông báo ra. Thế rồi thấy chính quyền địa phương thấy tôi hoạt động được thì bắt đầu ủng hộ tôi. Chúng tôi thường xuyên gần gũi, động viên và tạo điều kiện để cho không gian đọc của bà Nga có điều kiện phát triển tốt địa phương. Và cũng trên các cái thông tin, các cái trang thông tin đại chúng ở địa phương thì cũng tuyên truyền về không gian đọc cho mọi người nắm được. Là đây là một không gian đọc miễn phí, để cho mọi người thấy rằng mình có cái quyền lợi được truy cập, được nắm những cái thông tin từ cái không gian đọc này. Và mọi người cũng rất say sưa, rất thích với cái phương thức này, và cũng đã đến ngày càng đông với cái không gian đọc. Bên cạnh đó thì các đồng chí lãnh đạo địa phương cũng có những đồng chí đã bỏ cả đồng tiền dành dụm ít ỏi của mình để ủng hộ, đóng góp cho bà Nga một phần nhỏ mọn thôi, nhưng cũng là một cái động viên và cũng là cái kích thích để cho bà Nga thì tốt làm việc tốt hơn. Những ngày đầu thuyết phục người nông dân đầy vất vả đã qua. Giờ đây, không gian đọc đã trở thành một trong những hình thức đưa tri thức về nông thôn rất hữu hiệu.
Đến không gian đọc hôm nay, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước cảnh say sưa đọc sách của người dân quê, từ những em nhỏ cho tới các cụ già. Bên cạnh sách văn học, sách thiếu nhi, sách kỹ thuật, không gian đọc còn có riêng một giá sách tham khảo phục vụ học sinh phổ thông. Nhiều bạn đọc đã tự nguyện đem sách của mình đến ủng hộ. Không ít học sinh phổ thông, sau khi thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, đã đem sách học thêm, sách nâng cao, tặng lại để các bạn đọc khác có điều kiện mở mang kiến thức mà không phải lo tiền mua sách. Chính điều này đã thu hút số lượng khá lớn bạn đọc là học sinh trong vùng. Cái tài liệu đọc ở đây mà em thấy nhớ nhất, đây là tài liệu của một anh. Anh đã thi đại học rồi, anh được điểm rất cao. Khi mà em được tiếp cận thì em cảm thấy rất là hứng thú và rất là cần thiết đối với mình. Và để sắp tới thì mình cũng chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học rất là cam go, nên là em thấy nó thực sự cần thiết. Và ngoài ra còn rất nhiều những tài liệu khác về toán, lý, hóa, sinh, sử, địa, về văn học, về đời sống cũng rất cần thiết. Cháu thích đọc sách nhà bà Nga hơn là đi chơi. Đọc sách thì có nhiều bạn đọc thì sách thì rất là bổ ích, và bạn bè thì được biết được nhiều bạn thôi. Tuổi trẻ luôn mơ ước làm được những điều có ích cho cộng đồng, nhưng không phải ai cũng có thể nỗ lực hết mình để biến ước mơ đó thành hiện thực như những người bạn ở không gian đọc. Dần dần không gian đọc đã góp phần thay đổi được nhận thức của những người nông dân về sách. Như một quá trình chuyển đổi cần thiết và tự nhiên, khi lượng đủ thì chất sẽ đổi thay. Chính những người nông dân ấy đã chủ động tham gia xây dựng và phát triển không gian đọc cho mình và cho mọi người. Đầu tháng 6 năm 2013, không gian đọc thôn nội do bản Phạm Ngát tổ chức đã chính thức ra mắt bản đọc khắp xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Điều đặc biệt mà ai cũng có thể nhận thấy ở người phụ trách không gian đọc nơi đây là dù khuyết tật, song Ngát lại hết sức đáng yêu khi ở bên trang sách. Sách đã giúp bạn trở nên tự tin hơn, trưởng thành hơn và nhân ái hơn. Do đó, Ngát muốn truyền cảm hứng đọc sách của mình tới tất cả mọi người với hy vọng đọc sách sẽ giúp chính những người nông dân trong làng cô có được cuộc sống tinh thần phong phú và hạnh phúc hơn. Mở cái không gian đọc này cũng không có suy nghĩ gì lớn lao đâu. Em có sách, và nếu mà để một chỗ thì có thể nó sẽ bị mở. Và một cái thực tế là các em ở thành phố có thể có điều kiện tiếp cận sách, nhưng các em đọc sách cũng không nhiều. Nhưng các em ở nông thôn thì cái điều kiện tiếp cận sách với các em ấy là rất là ít. Thế nhưng em nghĩ là sau một thời gian các em ấy có thói quen đọc sách rồi, các em ấy có thói quen đến không gian đọc rồi, các em ấy sẽ xây dựng được một cái thói quen đọc sách và hướng đến những cái quyển sách hữu ích, quyển sách giáo dục hoặc là những quyển sách nghệ thuật. Đơn giản như không gian đọc ở đây, nếu được tiếp cận sách, các em ấy sẽ trở lại với sách, rất yêu sách. Tinh thần đọc sách mà không gian đọc khởi xướng đã lan đến cả nơi cửa Phật. Gần một năm nay, ngôi chùa nhỏ nhắn, cổ kính, vốn tĩnh lặng này trở nên rộn ràng hơn bởi có nhiều người đủ các lứa tuổi tới đọc mượn sách báo. Thư viện Tuệ Tâm của chùa An Đức có được là nhờ công sức của sư thầy Quảng Khiết và nhóm bạn trẻ không gian đọc. Thì người đó tương lai sẽ bị đức tin. Nhưng mà thầy đọc qua cái chương trình mà xem sách thì chưa có một cái nghiên cứu nào nói rằng nếu như một ngày đọc sách một tiếng đồng hồ mà bị bệnh tật. Mà nếu như càng ngày càng đọc sách thì càng như thế nào? Càng học giỏi sẽ phát sinh trí. Tại sao là biết rồi? Đối với bản thân thầy cũng như tất cả mọi người thì giá trị của việc đọc sách không phải là cho thêm trí tuệ mà làm cho tâm hồn của mình càng ngày càng thăng tiến hơn. Một ngày mà không đọc sách
có nghĩa là cái khuôn mặt mình mỗi không được thay đổi và không được sáng láng lên, và tâm tư của mình một ngày một buổi trùng xuống. Thì khi mà mình đọc sách thì mỗi ngày tâm tư và cũng như cái lòng mình nó cảm thấy là an lành hơn và bình an hơn, có nghĩa là hạnh phúc hơn. Nhà chùa thì bắt đầu từ cái niềm đam mê là thích sách, chính vì vậy là thích sưu tầm. Mà khi mà thấy hay quá thì nghĩ một kho sách của mình để mình đọc một mình thì nó cũng phí. Thì mình muốn là mình đọc rồi mọi người cùng đọc, và giống như mình ăn ngon rồi mọi người cũng muốn mọi người cùng ăn. Chính vì vậy nhà chùa cũng cái tinh thần là mua một cái tủ mà để lên sách đó, mà mong mọi người cho mọi người mượn. Thì mọi người sợ lẽ dè đến nhà chùa lại nói là lập lên thư viện để mọi người tự nhiên đến đi tự nhiên, và có thể là tự nhiên mượn mà không cần phải nghĩ là sách của nhà chùa sợ mắc tội. Mà cái này là thư viện mình có quyền tự do tham khảo, với là nó có cái tính cách là sách phổ đồng chứ không phải rất nghiêng về tôn giáo, mà cái là tổng hợp tất cả các kiến thức. Sách báo về Phật giáo nói riêng và tôn giáo nói chung tại các điểm không gian đọc không nhiều, nhưng nông dân, học sinh lại rất thích và rất cần đọc. Bởi trên thực tế, ở nông thôn miền Bắc, văn hóa tín ngưỡng dân gian và văn hóa làng xã đã gắn chặt với đời sống của người dân. Mặc dù vậy, họ chưa biết nhiều về giáo lý nhà Phật. Những tủ sách tuệ tâm như thế này đã phần nào lý giải một cách thấu đáo về đạo Phật, về đạo làm người theo tinh thần hướng thiện. Đi đến chùa, cháu từng đọc những quyển sách như là cuộc đời của người Phật, cuộc đời của Phật Tổ, cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và những quyển kinh nhân quả ba đời, với cả những quyển khác. Cháu cảm thấy nó rất tốt và nó rất hay và thú vị. Ta hiểu hơn về lịch sử của Đức Phật, biết thêm về nhiều điều về Đức Phật. Cháu ở nhà cháu cũng rất thích đọc sách, và ra chùa cháu có thể hiểu được thêm nhiều điều về vì sao chúng ta phải đọc sách, và vì vậy cháu càng thích là đọc sách hơn.